Theo như kinh thánh đạo chúa có các vị thánh, À, theo như kinh thánh à, đạo chúa có các vị thánh, Với tinh thần tôn trọng con nên hiểu các vị ấy thực chất cũng đi theo con đường bát chánh đạo, à, Cũng xem Đức Phật là thầy, à, Cũng chỉ có điều các tên gọi và hệ thống tôn giáo mang tính tục đế, vì vậy, người phàm phu chấp vào sự khác biệt đó, không công nhận các vị thánh ấy. Nếu không hiểu theo cách ấy thì sự thật là gì? Cũng những người phàm theo đạo chúa hiện nay tin vào một đấng tối cao an bày số phận cho con người. Thì theo giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy họ rơi vào tà kiến phải không? Vậy với tà kiến của cuộc đời như vậy họ làm việc thiền cứu giúp người nghèo khổ họ sẽ làm với tâm đại thiện vô trí họ tin vào chúa chứ không tin vào nhân quả thì có khả, khả năng tái sinh vào kiếp người và nhận quả thiểu năng trí tuệ theo bài giảng ở thị đàm thứ ờ... năm Các vị ấy thực chất cũng đi theo con đường bát chánh đạo cũng xem đức phật là thầy ở đâu ra đừng có vu khống người ta nha à, cái chuyện gì có thì mình nói là có chuyện nào không có thì mình đừng có nói là có nó kỳ cục lắm ừ. à, phật giáo của mình ý hơn 2.500 ừ. năm mà những vị vào thời đức phật ấy các vị đó làm cái gì nói cái gì còn có ghi chép lại mà ừ? đạo chúa chỉ cách đây chừng hai 000 năm thôi thì vào thời đó đó từng vị ở trong đó hình như là trong cựu ước tân ước cái gì đó sư không biết nhưng mà trong đó cũng có ghi chép lại mà các vị đó làm gì nói gì có ghi chép lại mà thì những cái người ta không có làm ấy, mình đừng có gán ghép cho người ta rồi bắt người ta làm thì nó kẹt quá. Ừ. Cái cái định nghĩa về cái chữ thánh của những tôn giáo khác nó không giống như định nghĩa thánh trong Phật giáo. Định nghĩa thánh trong tôn giáo khác ấy, tức là một người nào đó vì một hoặc là nhiều hành động nào đó sau khi chấm dứt tuổi thọ ở cõi người uh, lên cõi trời và thậm chí có thể nắm giữ một số cái chức vụ gì đó ở trên đó thì họ gọi đó là thánh nha yeah. uh, còn định nghĩa của Phật giáo đấy được gọi là thánh tức là vì đó đã chấm dứt phiền não thì mới gọi vì đó là thánh định nghĩa khác nhau à, cho nên ấy, à, ngay cả thời đức phật à, một người được gọi là bà la môn thì cái bà la môn mà thiên hạ vẫn gọi nó khác với bà la môn mà đức phật gọi đức phật định nghĩa bà la môn không giống như thiên hạ định nghĩa bà la môn tuy ngại định nghĩa bà la môn tức là gì chỉ là là những người sanh ra từ như là từ đâu của phạm thiên ta như à, đấy sanh ra do phạm thiên sanh ra đấy và là một người rất là cao quý ừ. nhưng mà đức phật định nghĩa đó, bà la môn là những người có giới định và tuệ có sự tu tập và thậm chí cao cấp hơn nữa, một vị bà la môn là một vị chấm dứt phiền não thì mới được gọi là bà la môn. Y chang như vậy, cái định nghĩa thánh cũng y chang như vậy. Định nghĩa thánh của thế gian á nó không phải là định nghĩa thánh mà Đức Phật nói đến. Cho nên cái gì người ta có thì mình công nhận người ta có còn cái gì người ta không có thì mình đừng có ghép cho người ta tội nghiệp người ta ha